Sau đây là cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 13 giờ ngày 5 tháng 9 đến 13 giờ ngày 6 tháng 9. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, từ 13 giờ ngày 5 tháng 9 đến 13 giờ ngày 6 tháng 9, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận thêm 63 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 26 ca bệnh đã cách ly tập trung, 2 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 35 ca trong khu phong tỏa không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số bệnh nhân chữa khỏi bệnh 110 người. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày 26.857 lượt. Trong ngày đã tiêm 7.803 liều vaccine, cộng dồn đã tiêm 253.441 liều. Tiếp sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh tại các quận huyện tính từ 13 giờ ngày 5 tháng 9 đến 13 giờ ngày 6 tháng 9. Quận Hải Châu có 6 ca mắc mới, các phương Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu Một không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phòng tỏa. Quận Thanh Khê có 45 ca mắc mới. Quận Sơn Trà, một ca mắc mới. Các phường An Hải Bắc, Mừng Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phòng tỏa. Quận Ngũ Hành Sơn, một ca mắc mới. Phường Hòa Quý không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Quận Liên Chiểu, 4 ca mắc mới. Quận Cẩm Lệ, 6 ca mắc mới. Huyện Hòa Vang không có ca mắc mới. Các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Hiện tại, toàn thành phố có 17 xã phường, 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa.